Danh Ok, rồi anh đưa năm tay lên. Rồi các bạn đã chọn ra mình một cái gì đó mà các bạn rất là tức giận và muốn bóp nát được không? Những cái gì mà các bạn căm ghét đó đấy. Hoặc là ai đó mà các bạn căm ghét. Được chưa nào? không. Sẵn Rồi. chưa? Rồi bây giờ yêu cầu dành cho các bạn là các bạn hãy sử dụng sức mạnh của mình, sử dụng cả tinh thần của mình để bóp nát cái điều đi nha. Chuẩn bị. Bóp nát cái sự tức giận nó đi. Không có Ok, bóp chuẩn nát bị. gì không? 1, 2, 3, bắt đầu các bạn tập trung. Không nói nha, các bạn tập trung, bắt đầu. Tập trung, nắm mạnh lên. Dùng hết sức mạnh của mình nào. Nếu các bạn không bóp lát nó, có thể nó làm tổn thương các bạn đó. Tập trung vào nào. Tập trung sức mạnh của mình, tinh thần của mình. Mạnh lên, tăng sức mạnh lên. Hãy tăng cái sức mạnh đó lên gấp 2 lần. Bắt đầu. Tăng lên gấp 2 lần bình thường. Không được. Gấp 2 lần bình thường. Ok. Rồi tiếp tục tăng lên gấp 2 lần nữa. Mạnh hơn nữa. Mạnh hơn nữa. Khang ơi, tập trung vào. Tốt. Tiếp tục. Đúng rồi, tốt lắm. Mạnh hơn nữa nào. Lần cuối cùng tăng nó lên gấp 2 lần nữa. Mạnh lên. Bóp lát nó ra. Không cầm ghế gì. Hết cỡ rồi thầy Giữ ơi. nguyên, giữ nguyên, giữ nguyên, giữ nguyên, giữ nguyên, giữ nguyên. Sức mạnh của các bạn không giới hạn. Hãy tập trung vào nào. Giờ thì các bạn hãy buông lỏng ra. Buông lỏng cái tay ra. Buông lỏng cái tay ra. Rồi, lắng nghe nha. Sau khi các bạn làm xong cái trải nghiệm như vậy, thì các bạn cảm nhận thấy điều gì? Khi các bạn nắm tay, các bạn cảm nhận thấy thế nào? Mời thiện nhân. Đó. Mời thiện nhân. Dạ. Khi Cảm con nắm thấy tay, con cảm thấy thế nào? lúc nắm à thầy, cảm thấy rất là kiểu như Đau. là sao ta? Đau. Rất khó chịu sao thầy? À, khó chịu. À, các con đang nắm ở trong tay cái điều mà các con căm ghét nhất. Các con đang nắm cái tay trong tay một, những ai mà các con ghét, có thể là căm thù nhất, các con nắm để muốn bóp lát người đó. Và khi mà thiện nhân làm điều đó, và thiện nhân nói là thiện nhân cảm thấy rất là khó chịu, rất là đau đớn, đúng không? Rồi. Cảm ơn thiện nhân. Rồi. Một câu hỏi nữa các bạn nha. Sau khi các bạn nắm chặt như vậy, rồi các bạn buông cái tay ra, thả lỏng, thì các bạn cảm nhận thấy điều gì? Mời mời Lâm. Sau khi mà con nắm chặt và con cảm thấy rất đau đớn như vậy, và khi con buông ra thì con cảm thấy điều gì xảy ra? Thoải mái lắm rồi. Thoải mái, rất nhẹ nhàng, đúng không? Đúng không? Còn gì nữa không? Quay đây thầy. Rồi, rõ ràng là thầy giao cho các bạn một nhiệm vụ, đó là các bạn hãy tập trung những cái gì mà các bạn căm ghét hoặc ai đó mà các bạn rất là căm ghét để trên lòng tay của các bạn, và các bạn bóp chặt nó, đúng không? Và khi bóp chặt nó, càng bóp chặt thì các bạn sẽ càng cảm thấy đau đớn, càng cảm thấy khó chịu, đúng không? Điều này cũng giống như là khi mà các bạn ghét một ai đó, khi các bạn tức giận một ai đó, Cái này lớn lên. và càng tức giận, cái sự tức giận nó càng tăng lên, thì điều đó nó sẽ làm cơ thể của các bạn đang bị tổn thương bấy nhiêu. Các bạn đang tức giận ai đó thì các bạn đang làm tổn thương cơ thể của bạn, của mình nha. Và lắng nghe thầy nói này. À, một nghiên cứu đấy, một nghiên cứu của các nhà khoa học về tâm lý học bên người người Mỹ đấy, người ta nghiên cứu, đó là nghiên cứu các bệnh nhân hay bị trầm cảm, tức là bị stress căng thẳng đó, và người ta cho cái kính hiển vi vào trong đường ruột của người đó, và người ta quan sát cái lúc người đó tức giận đó, thì các mao mạch nhỏ li ti ở trong đường ruột đấy nó bị bể ra, nó bị xuất huyết, nó bị bể ra đó. À, các bạn ơi, khi mà đường ruột chúng ta bị xuất huyết và bị bể cái mạch máu ra thì điều gì xảy ra? Bệnh tật sẽ xuất hiện. À, khi mà chúng ta tức giận, khi chúng ta căm ghét ai đó, hoặc chúng ta khi chúng ta lo sợ đấy, thì bệnh tật sẽ xuất hiện. Và hãy nghe câu này này. Khi mà chúng ta đang tức giận một ai đó, thì cũng giống như chúng ta uống một liều thuốc độc nhưng lại mong người khác chết. Chúng ta uống thuốc độc mà mong người khác chết, đó có phải là điều phi lý không? Quá phi lý, đúng không? Vậy làm cách nào để chúng ta
trở về trạng thái thoải mái mà chúng ta không hủy hoại bản thân chúng ta. Đó là chúng ta tha thứ cho người đó. Tha thứ cho người đó chính là tha thứ cho bản thân mình đó các con nha. Các con tức giận ai đó mà các con tha thứ chính là các con đang tha thứ cho chính bản thân mình đó. Lắng nghe thầy nói này, mọi sự đấu tranh nha luôn tạo ra sự mất mát. Ví dụ thầy nói này, hai anh em các con cãi, ví dụ hai anh em trong gia đình với nhau, hai con mà cãi lộn với nhau thì dù ai thắng ai thua thì tình cảm anh em cũng bị rạn nứt và có thể đánh mất tình cảm đó. Có một nghiên cứu rất là nổi tiếng và làm chấn động cả thế giới luôn, Masada Moto đấy, của người Nhật Bản. Các bạn chú ý nhà, người ta nghiên cứu về tinh thể nước và sau khi nghiên cứu xong thì người ta quan sát cái tinh thể nước có một sự thay đổi cực là kỳ diệu luôn. Các bạn xem nha, thầy sẽ bật cho các bạn xem. Đây. Xanh đi chứ. Masaru Emoto đây, các bạn nhìn này. Kỹ hơn. À, ông đấy gắn là trên cái tinh thể nước. Những cái ngôn từ thôi, những cái từ đấy chỉ gắn lên trên đó thôi. Nhưng mà sau 24 giờ thì các bạn nhìn này. Ví dụ như gắn cái từ đồ ngốc, các bạn nhìn này. Điều gì xảy ra đây? Nước nó bị. Đây có xấu không? Cái tinh thể này xấu không? Rất là xấu. Đúng không? Và nhìn rất là đáng sợ đúng không? Nhìn này. Tiếp theo, quỷ dữ. Khi mà dán trên cái từ đó nha, chỉ là cái từ là quỷ dữ ở trên cái tinh thể nước thôi. Rồi, thì các bạn nhìn thấy dữ đáng sợ không? Đây là cái từ gắn cái từ đó là mày làm tao bực đấy, tao giết mày. Rồi cái tinh thể này nó đen và nó hỗn độn. Thấy không? Tiếp theo. Con nhìn ra một con khổ rồi. Ok, rồi tiếp theo. Ví dụ người ta gắn vào cái âm nhạc đấy, người ta bật nhạc lên, nhạc dốc. Bây giờ các con ai mà nghe nhạc dốc đấy, thì nhạc dốc nó nhìn này. Nhạc dốc nó cũng là hỗn độn này, loạn soạn này này. Đó. Rồi nếu như nghe cái bản giao hưởng số 40, thì cái tinh thể nó đẹp ơn là đẹp. À, chính vì vậy người ta thường nghe những bản giao hưởng này sẽ giúp tăng trí tuệ đấy, đúng không? Các bạn có nghe như vậy rồi đúng không? Nhìn nó đẹp không? Đó là tinh thể luôn được nghe cái âm nhạc này đó. Rất là đẹp đúng không? Rồi. Tiếp theo này, có một tinh thể được gắn từ là đồ ngốc. Đây, đồ ngốc này, nhìn này, các bạn nhìn nó hỗn loạn không? Hỗn loạn luôn, tinh thể nước hỗn loạn luôn. Rồi tiếp theo, và được cái tinh thể nước được gắn sự hiểu biết. Đó, các bạn này nhìn thấy đẹp không? Đây là từ tích cực này, vừa nãy là những từ tiêu cực đúng không? Rồi tiếp theo này, bạn thật đáng yêu. Quá đẹp luôn, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Chúng mày giải tiếp được. Rồi. Từ cảm ơn này của tiếng Nhật. Đây là từ cảm ơn của tiếng Nhật. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Sắp xếp rất là sao nhỉ? Rất là trình tự và rất đúng không? Rồi, chữ cảm ơn của tiếng Hàn này, nhìn giống bông hoa không? Rồi cảm ơn của tiếng Ý này, giống bông hoa chưa? Đẹp chưa? Rồi, từ cảm ơn của tiếng Anh này, giống như là một gì nhỉ? Tinh thể giống như màu như vàng đó. Rồi. Nó như nhau. Cảm ơn của tiếng Trung Quốc này thì rất là trong suốt và đẹp đúng không? Rồi cái nghiên cứu này làm chấn động cả thế giới luôn. Các bạn ơi, có biết là cơ thể chúng ta chiếm bao nhiêu phần trăm là nước không? Hơn 70%, 80 mấy% mới thầy. 70% là nước đúng không? Rồi chính vì vậy nha, trong cái suy nghĩ của các con suy nghĩ hay là các con nói ra những cái hành động mà tiêu cực thì chính bản thân của các con, cơ thể của con sẽ biến thành những cái tinh thể giống như này. Nếu con thường xuyên là nói bậy, thường xuyên nói những lời tiêu cực thì cơ thể của các con cũng sẽ trở thành những tinh thể giống như này, tức là nó rất là xấu và bệnh tật sẽ xuất hiện từ đây đó các con nhé. Về thầy nói một cái nghiên cứu đó là bệnh tật xuất hiện từ trong suy nghĩ của mình và từ trong lời nói của mình, từ trong cảm xúc của mình, trạng thái của mình. Nếu con luôn lo lắng, luôn sợ sệt, luôn buồn bực thì các con giống như là các con đang tạo ra những điều thuốc độc và đang làm hủy hoại cơ thể của mình. Ủa? Rồi, để cho các bạn xem tiếp. Nếu như màn hình nó không xem được, không sao nha, các bạn không sao cả. Thì có thể là do mạng nha các bạn nhỉ. Nhìn về đây này.
Các bạn nhìn nhé, đây là kinh nghiệm mà thầy đã cho các bạn xem rất nhiều rồi. Các bạn nhìn này, đây là hai cái hũ cơm của thầy. Một cái hũ cơm thì thầy gắn những từ tích cực và một hũ thì thầy gắn những từ tiêu cực. Các bạn nhìn nhá, cái hũ tích cực các bạn nhìn này, đây là tích cực. Các bạn nhìn thấy không? Nó gắn kết lại bên nhau và nó có màu trắng. Khi mở ra thì có một mùi rất là thơm. Đó là mùi giống như mùi rượu đó. Còn cái hũ bên này các bạn nhìn này, thầy gắn những từ tiêu cực này, nhìn này, đây là từ tiêu cực. Và cái hũ này nhìn, các bạn nhìn thấy rêu mốc này không? Đen xì luôn, nhìn thật đáng sợ luôn. Trong cái từ hũ tiêu cực này thầy ghi những từ đó là đồ ngốc nghếch, xấu xí, đáng ghét, ai hết you, mày vừa lì vừa bướng, thật ngu ngốc. Đó rồi. Còn cái từ này bên này này rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn và rất là thơm và màu trắng nha. Thì kết tinh này cực đẹp, nó giống như một cái khối cực kỳ đẹp luôn. Rồi thì đây là thầy gắn những từ mà tích cực, đó là tôi yêu bạn, bạn thật xinh đẹp, thông minh và dễ thương, bạn là điều tuyệt vời nhất. Đó. Chỉ là hai cái hũ này thôi nhưng mà thầy gắn chỉ hai cái ngôn từ khác nhau thôi, nó đã trở thành như vậy. Chính vì vậy, trong đầu các bạn đang suy nghĩ gì, các bạn đang nói điều gì, nó sẽ tạo lên con người của các bạn. Ai hay nói bậy, ai hay tiêu cực thì sẽ trở thành một cơ thể rất là xấu và bệnh tật sẽ xuất hiện. Ai đang tức giận hoặc căm ghét một ai đó thì cũng giống như là mình đang uống một liều thuốc độc nhưng mong người khác chết. Đó là điều rất phi lý, đúng không? Đúng không con? Được rồi, quá phi lý luôn. Thầy cho các bạn trải nghiệm như vậy thôi, còn rất nhiều những bài học khác nhưng mà thời gian không có. Rồi thầy sẽ đặt câu hỏi cho các bạn, đó là sau khi các bạn trải nghiệm qua những trải nghiệm này thì các bạn rút ra bài học gì cho mình? Mời Khang. Dạ. Dạ thầy có thể nói lại không ạ? Sau khi thầy cho các bạn trải nghiệm rồi thì con sẽ rút ra bài học gì cho mình và con sẽ làm gì, sẽ hành động gì? Không nói mấy từ tiêu cực nữa. Còn gì nữa không? Và sẽ nói mấy từ tích cực. Mình có tức giận không? Mình có nên căm ghét ai không? Dạ không. Bởi vì khi mình tức giận, mình căm ghét thì có nghĩa là mình uống liều thuốc độc và mong người ta chết. Rồi, và tự làm tổn thương mình, đúng không? Ok, quá xuất sắc. Rồi, chúng ta mới dành một tràng tay dành cho Khang nào. Ai vậy? Cảm ơn Tình ơi. Rồi, mời phát biểu. Thầy Linh muốn phát biểu ạ. Ra phát ạ. Ra phát. Ok rồi, mời ra phát nào. Sau khi con trải nghiệm, qua những cái trải nghiệm mà thầy cho các bạn trải nghiệm thì con rút được bài học gì dành cho mình? Mời con. Tiêu cực. Tốt. Còn gì nữa không? Tốt. Tại sao lại không được tức giận? Tại sao lại không được nói những từ tiêu cực? Anh Quân nha. Tại vì là phải là bị tổn thương chính bản thân mình. Quá xuất sắc. Bởi vì khi mình tức giận, khi mình nói những điều tiêu cực thì mình đang làm tổn hại chính cơ thể của mình, đúng không? Quá xuất sắc. Còn gì nữa không con? Không. Rồi, rất tốt. Một tràng tay dành cho Gia Phát nào các bạn ơi. Tốt. Khi mà thầy mời ai, đó là cơ hội cho các bạn để thể hiện mình nữa nha. Rồi, các bạn nhớ nghe thầy nói nè. Ok, mời thiên nhân. Rồi, lắng nghe nha. Mỗi người sẽ cho chúng ta những bài học khác đó. Phải mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt và duy nhất mà. Đây là mỗi một cái lời ý của các bạn, lời chia sẻ của các bạn chính là duy nhất đó. Và các bạn hãy tôn trọng nha. Dù những cái lời nói đó có thể là các bạn không giống với mình nhưng mà các bạn hãy tôn trọng nha, bởi mỗi chúng ta làm cái thời duy nhất mà. Rồi mời thân nhân. Bài học của con là sẽ
sẽ không bao giờ nói những từ bậy bạ với mình, sẽ trở thành một người tốt hơn. Rồi trở thành một người tốt hơn, sẽ trở thành một người là giỏi hơn, văn hóa hơn, không chịu tục khi khi nói chuyện với người khác. Không có nói bậy, không có làm những hành động xấu xa đối với người khác, là phải luôn làm những hành động tích cực. Hết rồi thầy. Tốt. Rồi, một cháu tay dành cho nhân nào con ơi. Ok, thầy tin chắc là các bạn sẽ làm được. Và các bạn hãy nhớ nha, trong đầu các bạn là hãy nhớ rằng như này này, không cái gì nữa các bạn phải làm nhá. Cái gì các bạn thấy đúng và tốt cho bản thân mình thì các bạn sẽ làm. Hãy nhớ là không phải làm nhá. Bởi vì những cái mà các bạn phải làm chính là đang tổn thương các bạn đó. Cái gì mà các bạn phải học là đang tổn thương các bạn đó. Các bạn nhớ là học để giúp chúng ta làm gì nhỉ? Để giúp chúng ta trưởng thành, giúp chúng ta tiến bộ và giúp chúng ta thành công, đúng không? Đúng không? Chính vì vậy là chúng ta được học đó. Chúng ta được học đó, có cơ hội để được học đó. Nên là nhớ đó là chúng ta được làm, chứ không phải là phải học nhá. Những cái gì phải học mà đang tổn hại cơ thể các bạn đó. Nha. Hãy nhớ là tất cả những cái cần thiết với các bạn thì các bạn đã được làm và hãy làm và sẽ làm. Ok, hãy sử dụng lời thề để chúng ta làm. Nha, thế nhân bật camera lên. Thầy đang kê thu âm lại lại và chút xíu thầy gửi cho chúng ta xem lại. Ok, rồi thầy biết là tất cả các bạn đều có những bài học rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ ghi lại tất cả những bài học của mình, sau đó gửi lại cho thầy. Nha, cho thế nào? Đó là bài tập về nhà. Ok. Rồi, thầy chúc cho các bạn luôn được mạnh khỏe này, luôn được bình an này, và đừng bao giờ làm tổn hại cơ thể của mình này. Đừng bao giờ tức giận một ai đó, đừng căm thù một ai đó. Nha, hãy tha thứ cho họ. Tha thứ cho họ chính là tha thứ cho bản thân chúng ta đó. Nha, hãy luôn sử dụng những ngôn từ tích cực để cho cơ thể chúng ta được đẹp, để cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Ok, để cho cơ thể chúng ta thông thái. Khi chúng ta lo sợ là lão bộ chúng ta sẽ đóng lại ngay lập tức đó. Khi lo sợ là lão bộ sẽ đóng lại và chúng ta sẽ không có khả năng để làm những điều mà chúng ta mong muốn nha. Rồi, hãy luôn tự tin và sử dụng lời thề để chúng ta làm việc, để chúng ta học tập và để chúng ta có những cái mà chúng ta mong muốn. Ok, rồi.